Dạ rồi, xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy giống hoặc là mình dưỡng là mình cho Tết năm 2024 cô chú anh chị mình nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình nha. Hôm nay trở lại kênh em giao lưu một số mai đó anh cho tía anh chị em mình cho Tết 2024 nha. Rồi. Dạ, cái này em vô mã đầu tiên là mã 1C nha. Rồi, một cái cúc tay thi. Dạ, một cái cúc tay thi. Cúc tay thi nha cô chú anh chị. Đọt đỏ dễ luôn, cúc tay thi cô chú anh chị mình biết ha, bông bự mà đẹp lắm nha cô chú anh chị, bông to nữa ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi. Rồi, cây này hoành được 14. Rồi. Rồi, chiều cao của cây là 91 ha. Rồi, tán ngang là được 60. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu 550 nha. Đổi cây luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 2C. 2C là một cây thọ hương nha. Rồi. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị mình ha. Bo già nè cô chú anh chị. Bo già đều gan luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi, cây này hoành được gần 12 nha. Rồi. Rồi, cao của cây là 1 mét nha. Rồi. Rồi, tán ngang là được 63. Rồi, cây này em giao lưu cũng 550 luôn nha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 3C. 3C cũng là cây thọ hương luôn nha. Rồi, một cây thọ hương. Cây này ghép cũng được khá khá bao. Cô chú anh chị ghép đều tàn luôn á. Mà cây này thì nó mới già một cây, mà đang đi cây thứ hai. Nên là cô chú anh chị mình mua về mình chăm thì mình chịu khó chăm thêm tí ha. Đó, Tết nay vẫn sẽ có bông. Rồi. Rồi, cây này hoành được 12 rưỡi. Rồi. Rồi, cao được 1m04. Rồi. Rồi, tán ngang là 52. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu cũng 550 luôn nha. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 4C. Là một cây cúc hoàng hậu nha. Rồi. Cây này tàn khá tròn đều luôn cô chú anh chị ha. Tàn rất là ok luôn á. Rồi, thông số luôn nha bà chủ nha. Rồi. Rồi, cây này hoành được 12. Rồi. Chiều cao được 68. Tán ngang là được 60. Rồi, cây này em giao lưu cũng 550 luôn ạ. Đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 5C. Mã số 5C. Rồi. Cúc hoàng hậu nữa hay bà chủ? Cây cúc hoàng hậu luôn. Cái này tàn khá luôn cô chú chị. Bông hoàng hậu em sẽ để mặt hoa ở trên ảnh bìa cô chú anh chị mình tham khảo ha, hoặc là mình liên hệ chị Hà, chị Hà gửi mặt hoa chụp tại vườn cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi, cây này hoành được 11 nha. Cây này có đế nha cô chú anh chị nè, nguyên củ đế nè, rất là đẹp nha. Rồi, cao là được 65. Tán ngang là được 77. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu 600 nha. Rồi, cây. Okay. Rồi, tiếp theo cây mã số 6C. Rồi. 6C là một cây cúc viết nha. Rồi, phát sinh thông số luôn bà chú ơi. Rồi. Cúc viết, cúc tri kỷ ha, bông rất là dung, rất là đẹp nha cô chú anh chị mà. Cây đế nó bàn nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Thông số bà chủ ơi. Rồi, cây này hoành được 12 nha. Rồi. Rồi, chiều cao là 65. Rồi. Rồi, tán ngang là được 64. Rồi, cây này em giao lưu cũng 550 luôn ạ. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7C. 7C cũng là một cây cúc VIP luôn nha. Cây này tàn phải nói là khá luôn cô chú anh chị ha. Cúc VIP, cúc tri kỷ nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi, cây này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là 97. Rồi, tán ngang là được 70. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu 700 nha. Đổi cây. Rồi. Tiếp theo mã số 8C. 8C là một cây cúc hoa hồng thanh tú nha.
Rồi cái này tàn khá cô chú anh chị, tàn dù nha cô chú anh chị mình. Thoát thân cao, tàn dù khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Không xấu luôn bà chủ ơi. Có củ đế nở ở dưới luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi hoành được gần 13 ha. Rồi. Rồi cao được 1 mét. Rồi tán ngang là được 66. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cũng 700 luôn nha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9C. Rồi 9C là một cây thanh mai nha. Rồi. Tàn khá đều luôn cô chú anh chị ha, thanh mai bông xanh. Rồi cây này đã dữ lắm cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi. Rồi cây này hoành được gần 16 nha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 55. Tán ngang của cây là được 69. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 700 nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 10C. Cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi. Rồi cây thọ hương nha. Rồi. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị mình. Bo già nè cô chú anh chị, cây này lấy bo ok ha. Đó. Rồi. Bo rất là ok luôn cô chú anh chị, về lấy bo liền ha. Hàng này nó đã lên nụ rồi cô chú anh chị, mấy cái này mà cô chú anh chị mình về mình cho Tết là khỏi lo nha. Rồi. Thông số luôn đi bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 12. Rồi. Rồi cao của cây là 99. Rồi tán ngang là được 58. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 650 nha. Rồi cái này cuối clip luôn ha, mình chấm hết. Dạ cuối clip em xin cho số điện thoại là 0398932309 nha, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Và em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Rồi. Dạ rồi em xin chân thành cảm ơn ạ. À. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.